bên phía tay trái của chúng ta với bộ trang phục cây đỏ. Phía đối diện là TIG với trang phục màu trắng truyền thống. Đường chuyền về tuyến hay. Thái Sở rất khéo. Phi Tôn chân trái. Long Tô Z đã để mất bóng. Rất nhanh, đây là cơ hội cho các thủ TIG căng ngang. Không được. Vừa rồi thì thêm một lần nữa là sự xuất hiện đúng lúc đúng chỗ của Cường Dồn. Một trong những trận đấu có thể coi là hay nhất lịch sử Đại Nẵng nhất. Và xoay trở khá tốt. Cơ hội chân trái. Đó là sự lợi hại của Tôn Thất Vĩ. Hữu Hậu cũng đã xuất tướng rất nhanh. Vẫn là cơ hội. Lần này thì sao? Vẫn chưa vào. Như đã nói thì TIG tăng tốc là Bắc Giang sẽ gặp rắc rối. Nhịp khống chế thả trôi đối phương rất hay. Long Tô Z sẽ rất nguy hiểm khi có khoảng trống với cái chân trái sở trường. Nhưng đây là câu trả lời của Bắc Giang. Pha dứt điểm bóng sống rất ngẫu hứng của Văn Hải. Chiếc bóng vẫn là nam nhóc. Cú đá. Sẽ có thêm một cơ hội đá phạt góc cho các thủ TIG. Tích cực xoay để cố gắng tạo ra sự hỗn loạn. Sút xa. Đã tung ra một cú rocket. Và trái bóng có lẽ cũng không chạy khung thành quá xa ở góc máy vừa rồi. Đứng trước quả đá phạt này là Lê Văn Trường. Bém luôn. Rất nguy hiểm. Sóng gió đã nổi lên trước khung thành của TIG sau cú đá rất khó chịu của Văn Trường. Đình Minh. Long Tô Z. Rất hợp lý. Đình Minh. Đội bóng áo đỏ vẫn đang chơi rất tập trung với một cự ly đội hình kín kẽ. Và thậm chí đây là cơ hội phản công. Khương Văn Lực. Không được. Long Tô Z đã rút về rất nhanh. Long Tô Z có thể không quá mạnh trong khoảng 10-15m. Nhưng một khi đã vào tốc thì tốc độ của tiền đạo này là thực sự đáng nể. Đánh đầu. Và bật rất cao của Cường Dồn. Tiền cho cầu thủ Bắc Giang. Được bóng khá kỹ thuật. Cơ hội. Rất tiếc cho Bắc Giang. Thiếu chút nữa thì bất ngờ đã xảy ra. Có vẻ như bóng đã chạm đầu của cầu thủ sinh năm 2000 Lê Văn Trường. Và tước bóng rất kỹ thuật của Tuấn Nghĩa tìm tới Văn Trường. Mai Tấn Vũ. Nhãn quan tuyệt vời. Đây có thể là cơ hội. Vũ Messi không vào. Bộ chân quá hay của hậu Kaka đã cứu thua. Nhưng chúng ta đã bắt đầu thấy những vũ điệu của nam nhóc và Vũ Messi. Vẫn là những pha phối hợp nhỏ rất hay của TIG. Tôn Thất Phi. Qua rồi. Căng xịt. Tôn Thất Phi. Vẫn là số 14 lắc đi rất hay. Cú đá. Bóng đã rời vào xà ngang. Sẽ khiến cho hàng thủ của họ bị thử thách thực sự. Phá lắc đi và tình huống vặn người dứt điểm rất dẻo của Tôn Thất Phi. Cái hồng cực dẻo. Đánh đầu. Cũng là một cú phản đòn có chất lượng của Bắc Giang. Cắt bóng tốt. Thiếu chút nữa thì bất ngờ xảy ra với cú ra chân của Văn Tuyền. Đây có thể là cơ hội cho các thủ TIG. Đình Minh. Thất Phi áp sát quá quyết liệt. Hàng thủ của Bắc Giang chơi rát và đầy lan xả. Tình huống vào bóng thực sự tin chân của Nguyễn Văn Tuyền. Nam nhóc hơi vấp một chút nhưng vẫn ổn. Đường chuyền rất hay. Tôn Thất Phi đáy biên. Làm gì đây? Chỉ là pha mồi bóng mà thôi. Vẫn quyết định đá nhỏ. Nam nhóc. Nam nhóc sút bóng. Không vào. Vẫn còn. Vẫn không vào. Hữu Hậu quá xuất sắc. Cú đá đầu tiên của nam nhóc là không xoàng. Và pha đá bồi ở tình huống bóng 2 sau đó còn khó hơn. Nhưng thủ môn của Bắc Giang đã có hai pha phản xạ thực sự tuyệt vời. Sẽ là nam nhóc. Sút bóng. Tước bóng vào trong đánh đầu. Vẫn là Cường Dồn. Nam nhóc. Mồi bóng, Vũ Messi vẫn chưa được. Tôn Thất Phi chuyển hướng rất hay. Nam nhóc, đường chuyền cơ hội, vẫn chưa vào. Và tiếp bóng ngay trước cửa gôn của Vũ Sa Vi.
Và một lần nữa là thủ thành Hữu Hậu. Ở cự ly quá gần như vậy thì bóng vẫn trúng vào chân của thủ môn bên phía Bắc Giang. Rất nguy hiểm. Bắc Giang vẫn đang chống chịu rất kiên cường. Quá nguy hiểm. Tình huống mà Đình Minh và Vũ Sa Vi đã không hiểu ý nhau. Văn Hải thoát đi. Đội trưởng của Bắc Giang đang chờ đồng đội. Ngọc Khánh. Đây là cơ hội cột hai, không được. Không thể có pha căng cột hai cho Cường Dồn. Và đây là cơ hội để TG đáp trả. Vũ Messi, Mai Tấn Vũ, đường chuyền qua Thuận Lợi. Đình Minh đã mở điểm cho TG. Sau gần 1 giờ đồng hồ miệt mài tấn công thì cuối cùng thành quả đã tới. Một pha bóng mà hàng thủ của Bắc Giang đã quá mỏng, họ không kịp rút về sau nỗ lực tấn công. Mai Tấn Vũ như thường lệ vẫn quá kỹ thuật, quá bình tĩnh, liên tục những nhịp lắc nhứ khiến cho hậu vệ đối phương mất cổ chân. Và pha dọn cỗ này thì đương nhiên Đình Minh không thể từ chối được. Khá nguy hiểm. Một tình huống lộn xộn. Đây là cơ hội. Theo Messi. Vẫn là anh. Trung tâm. Đình Minh đã ghi bàn ở pha chạm bóng cuối cùng. Và thiếu chút nữa thì Trung Tám ghi bàn trong tình huống chạm bóng đầu tiên. Nhưng điều đó không xảy ra khi cú đá vào cột gần của anh đi chưa chính xác. Đường chuyền hay. Đòn nốc áo trắng. Căng ngang. Sẽ có quả đá phạt góc cho TG. Có trận đấu với Thiên Khôi. Tốc độ của Trung Tám qua người. Đường chuyền thuận lợi. Không được. Nam Nhóc rất hay. Đường chuyền thuận lợi. Thực sự thủ thành Hậu KK vẫn đang có một trận đấu xứng đáng được chấm điểm rất cao. Thêm một cơ hội ngon ăn nữa được Nam Nhóc kiến thiết cho đồng đội. Lần này là Vũ Sa Vi. Và đợi bóng. Nhưng đây có thể là cơ hội. Tốc độ của Hưng Manchester căng vào. Văng ra tuyến đây. Cú sút của cầu thủ vào sân thay người Vũ Trọng Hoàn. Trái bóng văng ra và cơ hội bóng 2 thuộc về Trọng Hoàn với một pha bút chì rất nhanh. Vẫn là Quốc Công. Tỉa bóng sang cánh phải. Quốc Công sút bóng. Bắc Giang đã rất kiên nhẫn tìm kiếm khoảng trống và mở ra được một cơ hội. Cú vẩy má ngoài của Trọng Hoàn đã đưa bóng đúng cứ chân của Quốc Công. Nhưng đáng tiếc là cú đá của số 2 lại đi vào xả. Tuy vậy thì cũng không vấn đề gì với TG. Tiếng còi mãn cuộc đã cất lên. 1-0. Chiến thắng rất chật vật trong ngày ra quân. Nhưng với sức cạnh tranh ở giải hạng nhất năm nay thì thực sự 3 điểm là quý giá với thầy trò luyện viên Quang Lắc. Bàn thắng duy nhất của Đình Minh sau pha kiến tạo của Vũ Messi đã giúp cho TG có được 3 điểm trọn vẹn.